mà màu nó thơm thơm. Đây anh em, đó. Chảy hết luôn nhiều đó luôn. Easy. Chảy vô luôn. Bỏ xuống một đũa, gấp tiếp mấy đũa nữa. Mời anh em nha. Đó. Để anh em quay anh em xem mấy cái cảnh đẹp quanh quanh khu vực ghe mình đang neo đậu nha anh em. Hồi nãy đậu một cái khu vực mà rất là đẹp, rất là gần núi để anh em review một cái món ăn đặc sản của ngày hôm nay. Nhưng mà anh em neo tới hai lần mà không có neo được do nước nó gần chân cơ, gần rạn á. Nhưng mà nó rất là sâu, cho neo mình thả xuống mà neo rất là nhỏ, cho nên là neo hai lần không thành công, anh em kéo mệt mỏi luôn. Bây giờ mà anh em mời quý vị các bạn ra sau ăn gỏi cá mai, đặc sản gỏi cá mai nha anh em. Đó, anh em xem khu vực mình đang quay đây, đoán thử là mình đang ở khu vực nào nha. Đó, tiết lộ nhiều bí mật nữa thôi. Mình quay quanh khu vực của mình đang ở cho anh em xem. Bây giờ mình ra sau mình xem thử anh em đang chuẩn bị thử cái món ăn gỏi cá mai trong ngày hôm nay nó như thế nào rồi, chuẩn bị tới đâu rồi. Đây này, anh em mua cá mai, nói chung cá mai mua thì dở chứ không có khó, nhưng mà quan trọng nhất là cái khâu mà anh em nè, anh em đánh dãy lặt đầu làm ruột sạch hết, sau đó anh em ngâm đá. Như cái này có ướp gia vị ha, ướp một xíu gia vị rồi, giờ tí là chớ nước chanh vô, vừa nói mà vừa thèm chảy tô nước miếng luôn. Tội quá tội, mình lấy con này ăn trước thử. Bây giờ này chưa nhúng chanh gì không? Chưa. Chanh mới chớ vô mà. Đây anh em, đặc sản gỏi cá mai bây giờ lên món nha. Hồi nãy là mình đựng trong cái tô, mà trong cái tô là anh em trộn gia vị cùng với các thứ nữa, nó không có thấm do ké nó keo, gia vị nó xuống dưới thấp, cho nên là bây giờ anh em thay thế bằng cái son. Đây lại làng hôn nữa, đầu cái trứng là trong mọi cuộc chơi mà review ẩm thực là phải có thằng Hôn đó, nó mới làm nên mọi công chuyện được. Còn Nam là ông chị diễn không à, Nam ông diễn không à, mà ông diễn sâu lắm, bữa nay không có cho ông diễn nữa, ông diễn sâu lắm. Đây cái tô gia vị, đây mấy cái gia vị của anh em chia ra mỗi người một phần nè. Bên này là có rau thơm, mình vô tới kẻng Vĩnh Trường á, mà mình hay kêu lộn là Vĩnh Tường, là nói chung là kẻng cửa bé, bây giờ nó làm đường xé mới mẻ lại, đi bộ lên tới nào gần đã đi dọc tham quan chơi đi xí bè luôn, đi chừng gần tới định thơ xe ôm, nó gần tới thơ xe ôm tiếc nữa, đi bộ tiếp đó, đi bộ lên. Nói chung là ở dưới ghe cũng có rau, nhưng mà nó thiếu hai cái món rau này nè anh em. Nói chung mà quay mình cũng quay làm vừa ăn mà cũng vừa quay phim cho anh em xem, nhưng làm nó bài bản xíu, rau nó tươi nó mới ngon. Cái rau thơm nè với lại rau húng dũi là nó mới phù hợp cho cái món gỏi. Bởi mình có mua thêm một chai mù tạt ở dưới ghe vẫn còn, nhưng mua một chai để dự phòng, nhiều khi anh em làm thất lạc, anh em ăn quá cái số lượng quy định nó hết, nó bất thình lình không kiểm soát. Với là cái chai nước tương đó, bữa giờ là hết nước tương, cho nên là tam thái tử trong một món ăn mà ở dưới ghe là anh em ăn cái nước tương là nhiều, bởi vì cái liều lượng độ niêm của nó vừa phải à. Rồi bây giờ mấy anh em vô lên món ấy, bữa nay là mấy anh em trên ghe mình là đổi thức uống, bữa nay không có uống bia nữa, bữa nay chuyển qua uống ấy đế, uống rượu Bắc Hàn. Đây phần mình là một ke rượu, nhưng mà mình có khoe thành phần gọi là chanh với đường tí xíu á, một xíu đế nữa, nó dịu dịu bớt, nhấp thử chút.
À ngon, ngon nhưng mà nó hơi nhạt chút xíu nữa, pha thêm một tí rượu nữa. À, bây giờ mấy anh em đang trộn nước chấm. Còn chén nữa tôi bỏ vô đây. Hồi vậy cũng lên bài bản không. Ở đây có bánh tráng nướng như là bánh bánh tráng cuốn luôn. Bởi vì anh em chuẩn bị thức ăn là coi như là mình ăn thay cho cái bữa ăn sáng, ngủ một giấc tới chiều rồi sau đó mới ở tầm sớ. Anh em mới dậy là tiếp tục nấu ăn cho bữa ăn sớ là thành ăn chiều luôn. Đó. Bây giờ mình cũng khoe cái nước chấm của mình trong khi mình review nói chuyện một vài điều cho anh em. Đó, lúc nãy mình có quay mấy cái cảnh mà phía bên ngoài á, thì anh em xem trong video đoán thử là team của mình đang ở đâu rồi. Nói team đồ bài bản ha. À, nói chung là cũng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua là cũng ủng hộ kênh, mặc dù một cái kênh làm về biển cũng nhỏ chứ không có to, nhưng mà cũng như anh em ủng hộ cho nên bây giờ có cái lượt cùng với cái lượt xem cho tới ngày hôm nay, thì mình muốn anh em thì ủng hộ mình với nhiều mảng, không riêng về tàu thuyền mà riêng về cuộc sống sinh hoạt, vì ẩm thực, vì con người của... ăn như mấy anh em Tây Bắc luôn ăn. Đây. Đó, trên Tây Bắc là mấy anh em Tây Bắc là có review cái gì, cái chấm, cái trắng gì mà còn sống á. Cá miên. À, hay là cái suối gì đó. Thì ở dưới biển mình thì anh em làm gỏi của nói chung là rất nhiều loại cá mà ăn phù hợp với món gỏi á. Thì mình cũng review rất là nhiều cái món gỏi rồi. Nhưng mà anh em tập trung coi tàu thuyền nhiều chứ cũng ít coi cái những cái món ăn của mình. Thì quay tàu thuyền cũng nhiều rồi, mình tập trung quay về món ăn, cuộc sống sinh hoạt, ẩm thực của anh em trên tàu thuyền cho quý anh chị mình xem. Thì bữa nay mình làm đặc sản gỏi cá mai nha. Bữa nay vô cảng là đi tìm ra là cá mai để mua làm gỏi. À. Mời anh em nha. Mời anh em. Cái mai này cảm nhận có cái mùi ngọt này. Bởi vì nó còn mới á. Hôm trước lên lên Đông Tác mua, nhưng mà thực sự là nó năm lớn rồi. Nó cũng lâu, nó theo kiểu cũng tươi nhưng mà người ta nào bỏ đá lâu anh em thì con cá nó giòn quá giòn. Nó giòn quá giòn, nó theo kiểu nó ép cái mùi đá nhiều quá, mình không có cảm nhận độ ngon ngọt của con cá nữa. Đây cái tô gỏi cá mai của mình nha. Mời anh em chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vừa thưởng thức tâm sự luôn. Em quay viên một cái con gỏi quá ngon, nhức nách luôn. Nếu mà nhất hạn cái lượng cá này mà chưa lặt đầu làm thuộc là khoảng 3 ký chứ. Ba ký ké anh em lặt đầu làm được không không ối thì là không lặt đầu làm được xong là khoảng tầm còn 2 ký vô đây đỡ vô 2 ký cá tươi bả kia đâu à, con gỏi nè anh em trâu nói vậy một quá ngon làm đế nó ngon không quá hoành tráng đó, quay xôn gỏi cho anh em, xôn gỏi chè bé ăn 4 người tí mặt quỳ hôn rực rỡ 5 vít ông thì hôm nay kìa là kìa ông lèo thèo nhất ghi luôn á bà đéo cho ông thầy đổ đó ông biết quậy nè nam lèo thèo quá làm đổ rượu tôi có kê riêng rồi có kê riêng rồi quá trọng chứ quá trọng thầy quýt luôn chú thầy quýt nữa nam lèo tèo quá toàn làm đổ đồ ăn như thức uống không biết review ổng cho ai xem nữa tại vì cha lại thích chuyện cái đầu nữa ghé xuống cái nó tôm luôn không rượu nồng quá rượu đúng ngon quá wow. Ngon hả đâu thơm diễn lâu rượu này mình cũng mua tại Nha Trang luôn nhưng mà mình mua phía bên Hòn Rớt. Còn cá này là mua ở cửa bếp. Nằm
Mời anh em nha anh em. Uống tao đều nhóm tao nó không? Xuống rồi nào phải mở rồi. Đi rõ rồi ngọc. Từ đầu đừng rột đừng, rồi uống hết được không? Công nhận ké nó giòn. Nó giòn mà nó không có cái quỷ đế á. Tôi bình thường ăn cái mai nó làm xong nó bỏ đế đông không? Có quỷ đế ăn kém, à? Kém nhận như mình ăn đế vậy á. Mà mình lấy ra mình ăn liền cho giòn á. Là giống như mình ăn đế vậy á, mà mình đỡ cho hết đế là ké nó bảy. À, nó là cặp đông mà luôn. Cho nên là từ hổm tới giờ cũng lâu ăn gỏi cái mai cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà bữa nay là đúng chắc là do chính tay má anh em lựa chọn rồi mua làm luôn nè. Còn bình thường tới quán là ké nó tái nó bảy. Em muốn đế không? Đưa bảy. Ngon quá. Mời má anh em một chung nè. Đó. Mình chơi ke luôn. Nhạt quá. Phê thêm rượu vô. Hồi nãy mình phê ly cocktail uống nó nhạt. Không. Phê chút vô. Wow. Dạ không? Dạ. Bà hút mà gặp. Còn đỡ hơn cái thằng pha đường như chân đi. Bà hút mà gặp rượu như bia. Bà hút mà gặp còn đỡ cái thằng đấy. Cái thằng đấy mới gặp nữa. Như uống rum à. Thằng đó là ngang rum á. Đây anh em, ngon quá. Rồi xin chào và tạm biệt anh em nha. Mấy anh em mình tiếp tục bữa ăn. Wow.